Chị Bibi xin chào các em. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn chúng mình làm bộ đồ chơi trang điểm nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Vậy là chị đã hoàn thành xong bộ đồ chơi trang điểm rồi đấy. Các em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé.